Thôi, bắt đầu đi con nha. Con ca mình sẽ giới thiệu một con cá bún gai. Con gọi là cá bún gào, riêng địa phương gọi là cá bún gai đỏ. Đây là nó nhìn mặt nó như cá mực biển. Bên mình con thì cá bún đen ha. Cá bún đá nè. Gai nè, còn có gai thì cá mực biển nha. Đây cái nôm na như á là cá mực biển. Còn là cá bún đen. Lại con này. Rồi. Bây giờ mọi người xem mình vào bếp làm nó thôi. Rồi trước tiên thì chúng ta phải xả máu con cá, rồi bắt đầu đánh giải và mổ lấy đầu lòng ra hết nha. Hôm nay mình làm món này hai món nha. Cái đầu thì mình nấu canh chua, cái mình hấp hồng công nha mọi người. Một mình ăn hai món luôn, rồi chiêu đãi luôn nha. Con cá này rất là nhiều tên nha mọi người, tùy theo vùng miền họ gọi. Có người kêu cá gào, có người kêu cá đá bút màu đỏ, có người kêu cá gai đỏ, chả biết tên gì. Thôi bây giờ mình thích thì ăn thôi. Mình nhìn nó thì mặt nó thì nó đậu nó như cá mực quỷ không, còn cái mình như cá muống xào, nên hai con nó ghép lại ra con này. Bây giờ không cần biết con gì, bỏ ông nồi canh nấu hết luôn. Giờ bây giờ chuẩn bị các nguyên liệu nấu canh chua thì nguyên liệu cơ bản ai cũng biết, không cần dĩ, có kể các bạn nấu ngon hơn mình luôn á. Rồi bây giờ mình nấu sơ qua. Bây giờ bỏ vô hấp nha, bỏ cá vô hấp 7 phút mình thôi. Rồi trong thời gian chờ đợi mình bỏ canh chua vô, mình thích ăn thơm thì cho thơm nhiều vô. Rồi bắt đầu sôi lên, mình không có phi tỏi trước nha, mình cho tỏi sau. Rồi rau thơm mà gồm có ngò gai, ngò ôm, các bạn thích thì có thể cho thêm rau từng nhì lá vô. Hôm nay mình quên lấy theo rau từng nhì lá nên chỉ cho ngò gai, ngò ôm thôi nha. Phải có các loại này mới ngon. Cá mú hấp xong lấy ra cho nước tương và tưới dầu. Đó, vậy là con cá sẽ khử được mùi tanh. Hành nhiều cho dễ ăn nha. Sau đây là thành quả đã đạt được nha. Đuôi cá mú hấp hồng công, đầu nấu canh chua, ăn kèm với cơm. Rồi chỉ có một mình ăn, chắc chiều nay lại no nữa rồi. Chúc các bạn ngon miệng và thành công. Đây là món Việt Nam ai cũng biết làm, nên mình cũng quay sơ qua, không có chi tiết, không có hướng dẫn cách nấu nha. Rồi, nếu ai muốn comment có ý kiến gì thì cứ comment bên dưới, mình sẽ làm cho các bạn các video sau. Rồi, chúc mọi người ngon miệng và đừng quên thả một tim và follow Đào Thiện Minh ẩm thực Hoa. Việt Nam mình có rất là nhiều hải sản ngon và lạ. Đây là cá mú đá, vì nó nằm trong các hang sạn san hô, các đá ngầm nên người ta gọi nó là cá mú đá đỏ. Trong khu vực ở vùng miền, ở miền Trung họ gọi như vậy. Còn các bạn có biết nó tên gì thì nhớ comment bên dưới nha. Và còn có người gọi là cá mau, có người gọi nó là cá gào. Bây giờ đang rối trí quá, chả biết kêu tên gì. Ai biết thì chỉ mình nha. Rất là cảm ơn.